Ngày 17 tháng 9, bà Nguyễn Thị Nhương ở thôn Tân Tiến, xã Đạ Rồi San, huyện Đam Rông đã đến cơ quan chức năng trình báo sự việc bị lừa đảo khi mua 3 bóng đèn năng lượng mặt trời hiệu LED với giá gần 3 triệu đồng, tức là gần 1 triệu đồng một bóng của một nam thanh niên. Bà Nhương cho biết, ngày 14 tháng 9 có một nam thanh niên tên Trần Ngọc Ánh đến gặp bà và xưng là nhân viên công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại đèn năng lượng mặt trời chi nhánh thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Đối tượng này đã bày tỏ ý định thuê địa điểm mặt bằng để trưng biển quảng cáo trong vòng 5 năm với giá 60 triệu đồng. Hứa sẽ đến lắp biển quảng cáo và đưa trước bà Nhương 36 triệu đồng vào ngày 19 tháng 9. Nhưng trước tiên, bà Nhương phải mua 3 bóng đèn gọi là năng lượng mặt trời hiệu LED. Theo quảng cáo của anh thanh niên này, bóng đèn có tính năng hấp thụ năng lượng mặt trời, không cần có điện, chỉ phơi ngoài ánh nắng, sẽ tích tụ điện năng, thời gian sử dụng trong vòng 7 năm. Bóng đèn sẽ sáng khi chạm tay người vào bóng hoặc nhúng bóng đèn xuống nước. Thấy vậy, bà Nhương liền đưa số tiền gần 3 triệu đồng để mua 3 bóng đèn nói trên. Đồng thời, đối tượng còn gửi giấy mời bà Nhương vào ngày 17 tháng 9 đến tại Trung tâm Văn hóa huyện Đam Rông dự hội thảo về bóng đèn năng lượng mặt trời do công ty tổ chức. Nhưng thực tế đã không như vậy. Mình mới điện thoại, có số điện thoại. Một lần điện là coi như nghe chuông đó nhưng mà bấm tắt. Còn nhiều lần thì không bắt máy. Chừng sau nhà mình ông xã điện thì bắt máy. Xong có trả lời nói, hồi nãy em về em đang sạc pin rồi, em tắm rửa rồi đó, cho nên là không có nghe máy được. Rồi kể từ đó tới bây giờ cái mình đến lạnh đó chờ, mình nghi là lừa rồi, cho nên là không có điện đâu. Bây giờ tới ngày 17 điện nó nói là mở theo giấy mời là 8 giờ là cái công ty nó có xe để nó đón ở địa điểm xã này, là có 8 cái chỗ địa điểm như vậy là mở đi, trong khi đó có cán bộ xã nữa. Thì thời gian chờ đợi mình thấy không có thì đi xe máy lên trên này tới chỗ nhà văn hóa thì chẳng thấy đâu. Ý là mình nghi ngờ thì lừa đảo như vậy, mình đến cái cơ quan công an để báo là tình tiết nó xảy ra như vậy. Công an huyện Đam Rông đã ghi nhận để tiến hành điều tra sự việc và cũng cho biết việc lừa đảo bán bóng đèn năng lượng với giá trên trời như thế này đã xảy ra ở một số địa phương trên cả nước trong thời gian gần đây. Thực tế cho thấy bóng đèn năng lượng trên được thiết kế ở bên trong có một cục pin sạc tích điện. Khi tay người chạm vào hai cực đuôi bóng hoặc nhúng đuôi bóng xuống ly có chứa nước thì đèn sẽ sáng trong thời gian 7 giờ đồng hồ. Với loại bóng đèn LED tương tự đang bán trên thị trường, chỉ có giá bán trên 100.000 đồng một bóng. Chính vì vậy, bà con nhân dân cần đề cao cảnh giác đối với các hành vi lừa đảo tương tự.